Ok, thôi lên em. Nghỉ trưa chưa biết chơi gì nên cũng lên tìm tìm coi có game gì không. Để tôi ạt vài cái game vô đó. Không nhớ mấy game này là gì nữa. Đép gửi kỳ cũng lâu lắm mà. Media Dynasty à. Dynasty giống triều đại Tây Sơn đó, không? À, con game giả lập Trung Cổ hồi xưa. Gameplay nó rất là chậm luôn. Sao game này có 6 gì ta? Tôi nhớ nó nặng lắm á. Nè. Game anh em vô nhập vai đúng cái thời Trung Cổ, nó rất là chân thật luôn. Làm đủ việc hết. Game này thì tôi không nhớ có việc quá không. Đây đây đây, hình như có việc quá luôn nè. Mà tôi không biết chìa khóa chính chủ ở đâu để mà lại vào đây, chắc chìa khóa game quá à. Không, không biết có link chìa khóa riêng không ta, toàn thấy chìa khóa sẵn không là sao. Đây, đây có phát chìa khóa riêng nè. Đây vô coi thử coi. Được thì tí nữa chơi luôn. Rồi bắt đầu lít quảng cáo nữa trời. Rồi. Nếu tôi đặt thêm con game đó, con này là con đá em voi thì dép gửi kia cũng lâu rồi, giờ mới có thời gian rảnh thêm vô. Con đá em voi con này thì khá là hay nha, tôi đang có ấn tượng với nó, có thời gian rảnh thì mới chơi được. Con này thì lúc trước tôi đã chơi demo rồi, nếu anh em còn nhớ. Hồi trước tôi đã từng chơi cái demo con game này cũng rất ấn tượng gì đó. Gameplay thì dạng tên bay thôi. Nè, nó vừa kết hợp với tên bay với mà thời gian thực luôn. Gọi là bạc ti bay giờ bây giờ nhập vai. Đó, Guild Time with Power. Cái thẻ này khá là mới nha. Nhớ hồi trước tôi chơi con gì của Nhật Bản cũng có cái thẻ này nữa. Quên tiêu. Cái thể loại này là nó kết hợp với tên bay với chiến thuật thời gian thực luôn. Tức là mình vừa đánh vừa power game, vừa cách kill và vừa hiệu lực. Từ từ nên tính toán cũng là hơi mạnh tí. Game này thì hay, rất là ấn tượng. We must grow stronger. Với còn một con game nữa. Harness our knowledge. Strike from the shadows. Đây con Fox hay Go hay gì á. Seek allies. And choose. Con này thì lúc trước tôi cũng đã từng chơi cái demo rồi. Chắc cho chơi demo nên bây giờ dev mới gửi key cái bản chính cho tôi chơi á. Con này hình như lúc trước tôi đặt tên là cái gì ta? Anh hùng nông dân hay gì á. Game nó pixel hơi nặng à. Đây. Đánh giá như thế này là cũng tạm ổn cho một con game ra mắt như thế này à. Giá cũng tương đối cao. Nhưng mà game này thì chơi cũng khá là ổn. Còn khá là nhiều con nhưng mà tôi chưa có hàng. The old races have been here since way before humans came to John. The Empire fights for what should have been granted to humans once they were recognized as equals.
The League has its flaws, but their actions can be justified to some extent. It still feels like choosing between two sides of the same coin. Well, look after your sister. She's had your back all this time. Now it's your turn. Khoan. Con game này nó tính nạt cho thêm mà đép đi cái gì rất là chi tiết nha. Đây còn một con nữa, để tôi nhặt nốt luôn. Con này là con game đua xe mà nó có 4 làng. Trông cũng ổn áp á, phết á. Thần trùng của Việt Nam nè. Đây. Is it alive? Còn trên web này, trên web nó load nhanh hơn. Tại nó có cái bộ nhớ đệm xịn sò hơn Steam nhiều. Game mà anh em có thể mod xe, độ xe nó dạng tên bay theo bài mà nó chia theo làn đường đó. Game này lúc trước chưa có chơi, mới coi vài cái video thôi. Có thời gian rảnh thì tôi sẽ thử qua game này. Cái bọn quảng cáo này nó phiền phức thiệt. Mấy cái việc quá không cũng thấy mệt đó. Thì là thử qua con này ha. Vô thử cái này coi nó làm sao các. Wow, lại quảng cáo nữa. Đồ ác độc. Goodbye luôn. Rồi, tải xong cái gì quá thì có thời gian vô thử. Còn con game này hiện tại cái phiên bản này vẫn đang trong cái giai đoạn phát triển thôi. Nếu có câu hỏi nào hoặc là muốn đề xuất cái ý tưởng gì thì có thể hệ. Rồi, ok. Đây, tôi mở cái phần mềm dịch thực cho anh em đọc luôn. Giờ lười đọc chữ quá. Đó, phòng chữ khá là đẹp nên đọc nó rất là dễ nè nha. Trong một cái vùng đất quy lan rộng lớn ở giàu khoáng sản. Gia đình bộ bí à. À, chứ này chỉ do gia đình của bạn sống trong một ngôi làng được coi là trung tâm của những thợ rèn làm nghề. Trải qua nhiều thế hệ nuôi dưỡng gia đình, lâu đời thâm vọng rèn luyện vũ khí tối thượng, trở thành một trong những người thợ rèn giỏi nhất. Cốt lõi của sự sáng tạo huyền thoại này nằm ở cái vùng gọi là Abyss, là cái vùng phản công á. Một trong những huyền thoại bên dưới, nằm bên dưới trái đất, nơi chứa đựng những cái tinh thể quý hiếm nhất. Đây là cửa hàng của mình, nơi mình có thể bán những cái vật phẩm. Tôi bấm nút nét cơ mà, sao nó vô đây rồi. Hai thế kỷ trước thì ông của bạn, để nó chạy xong đi. Đây, hai thập kỷ trước, cuộc tìm kiếm của ông gì của ông nội của bạn đã mở phá cho những cái đường xuống Abyss bên dưới, gây ra một thảm họa không thể lường trước. Đây nè, cái này là thảm họa không thể lường trước, là dòng chữ màu đỏ. Ông ta càng đào sâu thì một thế lực độc ác bùng nổ, đào độc đất đai và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Mẹ của bạn theo bản năng hiểu được sự diệt vong sắp xảy ra, đã là mang mình là trốn khỏi làng luôn.
gia nhập vào đám đông tuyệt vọng những người tị nạn. Trời ơi, nó dướng vô cái shop vậy. Đây nét. Trong những năm tiếp theo thì quyền sử dụng cái vùng đất Quillan này để trở thành một thị trấn quan bắn, thị trấn ma luôn, gót tàu luôn, bỏ rơi những người sống sót bên đầu. Con đường đến Abyss này đã từng mở ra bởi ông nội của mình, trở thành một cửa ngõ nguy hiểm, khiến toàn bộ cái khu vực này gần như không thể là sinh sống được. Bây giờ thì đã 2 thế kỷ nữa, sau 2 thập kỷ sống lưu vong nữa, thì mình đã trở về cái thị trấn này. Thời gian thì đã xóa nhòa những con đường, xóa đi những con đường đó. Bây giờ nhiễm đốc cái vùng đất mà nhiễm độc hồi trước do mình đào xuống á, đã lành lặn trở thành một nơi thịnh vượng trong đống đổ nát. Vết sẹo trong quá khứ đã mờ dần. Giờ mình bước lên mảnh đất quen thuộc, một chương mới bắt đầu. New chapter begin. Nơi mà mình có thể xây dựng lại từ những cái di sản quý báu của gia đình. Cái này là mình hay là ai đấy? Rồi dịch nhiêu được rồi, không dịch nữa đâu, không có thời gian để lẩm nhẩm đâu. Đầu tiên là phải làm tiền trước đã, bắt đầu chế cái mà dược phẩm và bán nó. Để chế cái dược phẩm thì mình cần phải có cái nguyên liệu thô giống như gỗ và sắt, nó có thể chế tạo thành cái khu đào này. Rồi bây giờ bắt đầu đào. My menu setting. Giờ game này không có vi sinh hay là vi sinh gì nên cái FPS phải để cửa sổ cho nó ổn định. Kéo màn hình qua, nhấn vô cái trang chạy đầu. Ở đây thì mình có thể nhìn thấy là hiện tại là mình có thể nhìn thấy những cái vùng đất. Mấy cái này là mấy cái tinh thể không? Đây, gỗ nè, sắt nè, bạc nè, vàng nè, kim cương nè, Ada, Celestium, Ada gì, Adamantis. Bây giờ mình chọn cái vùng nào để mình bắt đầu. Nó bắt mình phải chỉ vô cái ngàn rồi. Bên đây được không? Độc ác không cho là không. Thốt cây là số 0. Thốt kia này nó để ở trên luôn nha, không có để dưới như bình thường. Phía trên cùng thì mình có thể nhìn thấy là cái thang đo ghi sụt, là cái công cụ của mình. Bây giờ bắt đầu đào. Ok. Đây ha, ở đây đi cho nó giống. Rồi giờ làm cái gì nữa? Kìa kìa kìa, thả đường thở xuống rồi kìa. Thằng đầu ngang, thằng đầu dọc á. Sao game không có audio gì anh ta? À, cooldown 5 giây thả đường để. Để nó tự làm hết anh em ơi. Khỏi mình khỏi còn làm gì chứ. Làm sao để mở khóa? 60 giây còn lại là làm sao vậy? À, cái thời gian bên đây đó. Đặt thấp lên tí đi. Coi bộ đảo trên nó ngon hơn đảo dưới à? Gì đây, năng lượng
Năng lượng thì đâu có bù đắp thêm giờ cho mình. Cái gì đây, cái gì đây? Cái này cái bản vẽ tinh thể cơ bản. Mình đã đào được 8 cái cục sắt thôi. Ngoài ra chẳng có gì cả. Cái này bộ hâm dò, máy quét 500. Ông này cứ cái câu cửa miệng là không có thời gian để mà lẩm nhẩm. Ủa cái con này nãy rồi mà. Ủa sao hướng dẫn lại gian nãy vậy? Một gửi là sao ta? Còn cái thanh sửa chữa là cái gì không biết nữa. Xuống được cái vùng đất dưới nè. Đây có cục gì nào phải không? Hay là cục đá thôi. Mười giây nữa. Rồi quên nhặt cục đó đi. Lần này được có 7 cục à. Bây giờ mình đã có cái gì suột thâu đó rồi, chúng ta có thể bắt đầu làm kinh tế được rồi đó. Vô cái lò rèn. Cái này là cái gì? Chọn cái bản vẽ mà mình có, hồi nãy mình lụm được cái bản vẽ đó. Thì kỹ năng thì mình sẽ tăng thêm khi cái bản vẽ này nó lên. Cần phải đủ tài nguyên mới xuống sâu hơn được. Rồi nhấn như nhảy audition vậy đó. D, F, G, F, đúp, đúp, F. Được cái này làm cái gì đó. Mình có tài nguyên còn 6 này thôi. Này là cái gì? Mở phá bằng 100 vàng, không có tiền bạn ơi. Đi đào cái này. Thời gian nửa ngày là không tốn tiền nha. Mình chỉ được cái chứng chỉ khai thác chỗ này thôi. Nó sẽ là có hiệu lực trong cái bản update kế tiếp, hiện tại thì chưa. Tiền đâu mà. Không có tiền. Giờ đi đào tiếp hả? Nhưng mà cái item hồi nãy của mình đâu rồi? Nè. Bây giờ xài sao? Hình như mấy cái này mình làm ra chỉ để đi bán thôi á. Chứ không làm được cái gì khác. Bấm cái này thì nó có tốn cái gì không ta? Thử coi. Rồi đào cái này đi, nó chả tốn gì cả. Trên giữa đây.
xuống sâu nhất có thể. Nãy giờ đầu không thấy cục nào luôn. Sao to như nè. Rồi ơi, được cái hai cục à. Được hai cái bản vẽ. 6 quặng này. À không, 4 quặng này. Tổng cộng là có 9. Bèo bọt quá. Bây giờ mình chỉ farm cái nhẫn này hết thôi. Bán được không? Bán được 40 vàng nè. Mình sẽ đi lấy gỗ. Hai mươi lăm vàng được 6 gỗ. 8 vàng hả? 30 vàng. Hay ít luôn đấy. Giờ mình đào nhanh hơn nè. Được cái gì xịn sò hơn kìa. À, vẫn là cái bản vẽ thôi. Ấy lộn hướng rồi. Còn 10 giây thôi. Đợt này thu hoạch khá khẩm hơn đó. 6 gỗ 54 cái này. Vô cái lò gàn của mình. Gấp cái dưới hả? A, B, A, đúp, hết, 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 F, E. Cái nữa. Master Word. Rồi cái này là bạc hả? Tiếp. Được con cái một. Tắt cái này đi. Để nó phiền phức quá. Mình có 4 cái bản vẽ. Nên tí nữa mình sẽ nghiên cứu cái nào đây. Cái này gỗ với đồng không cũng được nè. Cái này đi. Phi kiếm. Bây giờ bán hết này đó. Được 110 tiền. Bắt đầu có giá rồi đó.
Đổi đi. Mèo quá vậy, nét. Mắc quá à, vé vô có 400 lận. Mình chỉ đi đầu chùa bên này nữa thôi. Lấy gỗ đó. Có vẻ là mang khá khẩm hơn rồi đó. Nói chứ kịp đúng. TNT con sâu mấy fan. Làm sao để có ba cái đó? Không có bạc. Cái này 10 đồng, cái này cũng 10 đồng. Gấp thử cái này rồi. Chất lượng tệ rồi. Chất lượng tệ là có 15 đồng thôi, còn gấp cái này được 40 đồng cái. Bình thường ta hết cái này còn mỗi gỗ thôi, hai cái này quất đi. Bán lãi được có 20 đồng hả ta, hồi nãy mình là 110. Kiếm tiền khó khăn phết nha. Nhưng làm sao để mở được cái mấy cái thằng thợ rèn đó nè. Không để vô đây rèn đồ hoài, đi farm tới nào nữa. Ta có nâng cấp 10 cái trắng mới ra được cái kia. Có khi tôi chip tiền á. 135 đi được cái đơn nào không? 155 là. Đây 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 133 nè. Con đi luôn nha. Con đi vô cái này đấy. Không có tiền nhặt cây nữa. Bạc nào phải không? Bốn phút. Chúng ta có 4 phút để đào này. Đây bạc, đây bạc, đây bạc đó. Thôi một đống. Cắt qua luôn, cắt qua luôn. Nhanh tay nhanh chân lên. Trăm đồng của tôi đó.
Ê, này, vô mỏ rồi anh em ơi, vô mỏ rồi. Mỏ này hơi bé. Sao càng xuống nó càng tối vậy nè, thấy ghê vậy. Còn phút mấy nữa là tranh thủ dép. Rồi, xuống tới đáy xã hội luôn rồi. Đấy, nó đi khỏi màn hình nó luôn rồi kìa. Mười giây. Hết giờ. Được 18 cục bạc, ngon nghẻ rồi đó. Nhưng mà coi có đủ vốn không? Vô đây coi thứ đó. Bạc thì mình chỉ mới gắp được cái này từ bạc thôi. Đây cái này gỗ với bạc à. Quất. Chấm hỏi tiền gắp thử cây. Masterwork 70 đồng. Mình gắp đường cây nữa. Có lãi đó, hai cây này là mình có lãi luôn rồi. Cây này là 10 với 2 à. Cây này 12, thử cây này á. À. 50 đồng. Vậy thì nó giá cao hơn cây này, nhưng mà nó tốn thêm một gỗ nha. Tỷ lệ như thế này thì mình gắp được ba cây này nữa. Dưới này thì cũng ba cây thôi, chỉ gắp trên. Rồi tồi tệ hại. Ok. Không, 10 đồng rồi để làm gì? Bán hết được 300 đồng rồi đó. Kinh tế chúng ta dư giả dần rồi đó. Mở được luôn nè. Đây. Mình mở được thằng đệ này. Nó bự hơn 10%. Cái này là nâng thôi. Con sâu 25 đồng á, hút luôn. Mấy phan 100 đồng hả? Từ nha. Có mua thì mua cái radar. Bây giờ còn 160 chắc đi cái mỏ này. Còn 24 đồng. 4 phút, vẫn là 4 phút. Chặt cây thì không đủ tiền để đào được cái này thôi. Sâu này nhỏ xíu vậy.
Hơi chậm thôi. Cái này là cái gì đây? Khối đồng á, bên này thì chắc cũng khối đồng rồi. Mỏ bạc đây. Đợt đi là một cái gây à. Không biết có lãi hơn nhiêu không. Không có gỗ rồi, chết cụ ơi. Không có gỗ, chỉ có gáp cái này thôi. Đi một cái nữa mình phải lấy gỗ mới được. Đợt này đi thì tìm gỗ chắc đêm đây thôi. Hết tiền đi đâu rồi. 10 lấy 2 gỗ là tính ra đơn vị là 5. Bèo quá vậy. Được 8 gỗ, chúng ta vô lò rèn. Được 4 cái bạc này. Tí nữa là chắc nâng lên cái này nữa rồi. Vũ khí này, vũ khí gây nè. 5 cái, tiết kiệm đi. Bây giờ mình gáp. Cái này 16 bạc luôn. Nhưng mà gáp gì hơi phí. Chắc gáp cái 35 này thôi. Băm lâm này gấp được hai cái đó, hai cái này. Vừa kịp.
cái vụ mà lăn lăn nó khó phết á. Trăm tiền gọi quốc luôn. Có 124 đồng à, vừa đúng nè. Mà đợt này không có gỗ nữa nha. Chở có quái gì cho anh ta. Khỏi đi ra khỏi bản đồ luôn rồi. Đợt này thì được 20 cục bạc cũng đỡ, nhưng mà có hai cái này à. Đi kiếm bạc đó, có kiếm gỗ đó. Này không cần nhanh đâu.
Giờ luôn rồi. Đi gom được 20 gỗ cũng đỡ. Đây ráp được 3 cái này. Gắp mà auto á thì nó normal à. Mình phải gắp tay mới được. Vớ vẩn. Nghiên cứu gáp cái này, tại đồng mình rất là nhiều. Hoặc là cái này. Nhiều quá à. 47 thẻ là. Có tiền là chúng ta đi farm bạc. Đợt này đi là 255. Đổi. Trước đi cái này. 1.300. Nhưng mà nó 2 ngày. Thời gian nó rất là lâu luôn. Quốc. Ấy. Cái này là đồng phải không? Vẫn là đồng thôi.
Ý, được cái này cũng đỡ. Còn 1 phút. Hai chục giây. Một chấm cục quẳng lên tay đó, đầu mỏ quen rồi. Được 3 miếng xanh này, có thể đổi được cái này nè, cái này với bạc thôi. Cái nhẫn khá là cùi nữa, có khi 5 miếng đổi cái này luôn á. Đồng mình khá nhiều nên đổi cái nào mà xài cái đồng luôn. Chắc đổi cái này đi, 4 miếng đổi cái mày này đi. 4 miếng. Trước đó thì phải làm kinh tế trước đã. Gắp thử cái này một phát. Tám chục à, không hơn nhiêu. Nhưng mà tốn bạc quá. Tiết kiệm tiền. Một gỗ nó 5 tiền lận, nên gấp cái trên là nó chưa chắc lời không cái dưới đâu. Tôi gấp trên đi. Lỗ mẹ nó rồi.
không được nữa. Nó để gần cái tường quá. Bó tay luôn. Già cả rồi mình đã chơi tốc độ quá nè. Bán đã, bán đã. Cũng nhầm tiền. Cái này nó sâu hơn 2,5 luôn nè. Nhưng mà không biết tiềm lực của mình có đào được không. Tôi muốn đi thì đi cái này hơn. Đi cái này đi. Đi thử phát coi sao ha. Này 4 lãi nè. Lãi nè. Để dạng đấy phải không? Không, không có thời gian đâu, phải dùng máy bay đâm xuống nhanh nhất có thể mới được. Không thể cà lơ phất phơ như thế này được. Cái này bạc nhiều quá ta. Làm mỏ nữa đó. Thôi chỗ này cắm thẳng xuống là được rồi, còn có 2 phút à, nhanh lên. Tư tầng đá cứng rồi nè. Cái này chắc là vàng á, hy vọng nó là vàng đi. Bạc 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 bạc. Vàng quá không? Mấy bé vàng. Kiểu này lỗ nặng rồi anh em ơi. Nó là độc chứ không phải là vàng. Rồi lỗ nặng luôn. Đã 300 tiền cho tôi. Nó đưa cho cái mỏ gì đó. Nên đổi cái này hơn, cái đao ngon hơn là cái áo giáp. Mà 5 miếng à, đổi cái này cũng được.
15 bạc thì gấp được con cái à. Trăm hai tiền. Ủa sao nó một? Để trong góc này là khó bấm phết luôn á. Tại anh em chỉ bấm được một lần mà. Phải thiệt. Đó, để giữa là nó rất dễ bấm nha. Để góc thì bó tay này. Tiền đi 300 về 400 thiệt lỗ nặng luôn. Thôi đi mấy cái bình thường như thế này thôi, nó có một ngày à, 2 ngày 200 nè, đủ sâu 1.000 mốt. Không có cây. Gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái glitch là cái quéo gì nó dằn kẹt kìa. Bạc 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 bạc.
40 giây hả? Coi hết kìa ba. Rồi ok cũng đỡ. 30 bạc 90 đồng. Được cái bản vẽ này. Cái này 60 là ngon nhất. Ok, gấp này. Hết rồi, thiếu bạc quá. Nhiêu đây thì đủ cái này cái trên cái hai cái trên đó gấp luôn. Đợt này hốt bạc đó anh em. Ok 700 tiền. Nó được ngày gửi nè. Nhưng mà nó sâu hơn tí, có nên đi không? 2 ngày thì ngon hơn. Rồi đi luôn đi, đi thử còn sao. Nó có vàng trong này. Mấy cái gì anh dạng nha. Con miếng vàng màu à.
Đây 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 đây, mỏ vàng đây. Đó. Đây con mỏ nữa nè. Đó, kinh doanh là phải thế này chứ, mạo hiểm để thành công. Hết rồi. Nói chung là thu được 8 cục vàng cũng được. Một cái bản vẽ xanh. Nó nên toàn bộ tài sản vô cái chuyến đi đó. Cái này gỗ mà đồng mà nó lại gây nữa nè. Cái này đi. 15 vàng, đơn vàng đâu mà mua. Đây, thử cái món này. Trăm cũng được. Gấp đường cái nữa. Ba trăm rồi đó. Bây giờ chuyển qua bạc với vàng. Cái này gấp chưa được. Lên gành nữa. Gỗ với đồng hả? Bỏ tay luôn, để trong góc đó thì không bấm được. Hai chục bạc, năm chục đồng. Ủa, năm chục cái này dễ, hai chục bạc không?
Bây giờ đi kiếm cái nào đào 20 bạc là được. 400 tiền vậy mình xài được 200 tiền. Đây đây đây, đi được cái này mà cái này nó có một ngày à. Đi cái này đi, đi cái này về dư tiền rồi mình gấp mình bán kiếm tiền. Ok. Được cái miếng ghét nè, ngon vậy. Không đủ bạc rồi.
Đây đây đây, vô mỏ bạc này. Con số đo này đi kỳ cục vậy nè. Vậy mình gần 104 tiền. 104 tiền, mình có 18 bạc với 18 đồng. 104 tiền có 18 bạc, 18 đồng. Gấp hai cái này. Đây đây đây, gấp 5 cây búa này. Mission là kéo dài 3 ngày á. Bây giờ mình hết tiền mình đi rồi. Coi năm cái búa này nó ra làm sao đó. Cái búa này đơn giản. Cái này cũng đơn giản luôn, làm hai này trước đi. Thiếu đá rồi, thiếu đồng. Còn lỗ nữa nhé. Bây giờ hết sạch nguyên liệu rồi nào. Mốt đồng thì không đi được cái đinh nào cả. Đi cái miễn phí này.
Ôi xong rồi. À, 47 đồng. Thiếu một cục đồng nữa. Ủa, gấp đúng cái búa mà. Hay là phải gấp tay ta? Gấp 5 vũ khí à, chứ không phải là công cụ. Rồi nói lâu lâu nó giật chuột, nghĩa là nó quay lâu không à. Có cái gì thế này vàng vàng nè. Kìa, được cái gì rồi. Giây 30 giây, nhanh 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 nhanh. Không kịp miếng này, ba cái bản vẽ này cũng được, đủ đồng rồi. Gấp 5 cái vũ khí.
Phục hoài luôn, lũ đạn con game. Tệ hại. Này còn ngày nó làm kịp đâu. Khoảng 2 phút hả? Ngồi đợi đi. Giờ tôi gắp vài món nữa. Đồng với vàng chưa ngon cho lắm. Đồng bạc vàng. Legend đã ghi rẻ nhất. Thì nó cần là một cái này. Mục tiêu tiếp theo là một cái này. Coi thử nó ra làm sao. Trời, nó bắt phải đợi đợi đây rồi. Mọi ngồi chờ đi. Ba ngày. Này làm được, sử dụng đeo ve là 50 lần. Vơm 30 lần thì hơi khó.
Nhưng mà cái này dễ hơn nè. Gấp 3 bộ giáp. Gấp 3 bộ giáp và dùng con đeo ve 30 lần. Đeo ve là con đi dọc rồi nè. Không, kiếp cái nào thời gian 2 ngày á. Hai ngày 800 tiền không đủ. Đi cái một ngày nữa thôi. Có cái gì vàng vàng ở đây nữa nè. Cái thấu kính gì đó. Mới xài 13 lần à. Thì cái sau 2 ngày nữa là đủ. Chết rồi còn 1.7 ngày rồi. Kịp không? Các ba cái áo giáp. Áo giáp mình chưa có cái nào. Chưa nghiên cứu được cái nào luôn á. Có khi phải nghiên cứu cái này đi. 100. Rồi nhận hai cái quét to luôn rồi. Cái giáp này là nhẹ nhất mà nó bán giá gì nè. À, để 100 gấp này luôn. Cái này tôi nghĩ giá cũng là 150 đồng á. Hai cái web của mình hẹn quá trên này. Bây giờ còn 300 tiền nè. Hẹo luôn hai cái web trời. Ngày gửi 342 nè, được 1.600 nè. Cái này là ngon nhất á, nó có cái vàng, cái kim cương luôn nè, mà nó có 500 đồng à.
bác 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 bác. Rồi 10 giây nó không kịp quá bãi nữa rồi. Thiếu 5 cái trời ơi. Ủa đâu cái nhiệm vụ nó vẫn còn đây mà. Nó đâu có mất đâu. Rồi vẫn còn chơi được bình thường chả sao. Ủa cái này gấp càng nhiều nó càng lên đó hả? 93 trên 120 gấp thử à. Sáu để trong góc đó thì vô phương rồi bó tay luôn. Trăm rưỡi đúng như dự đoán luôn. Thank you.
800 tiền lận. Nè 700 tiền đi 2 ngày nè. Cái này ha. Nó sâu hơn cái trên nữa, nên là nó khó đào ra mấy cái này thôi. Quất. Này đồng không phải là vàng. Đó vàng đó. Bốn phút nữa cứ đào không thả thôi. Mình để mảnh nó đâu vậy? Đây hả? Kim cương kìa, kim cương kìa. Này là kim cương phải không? Xanh xanh này nè. Thank you.
Gương. Một phút. Rồi, không lụm kịp phục vàng nữa. Ok, chuyến này thu hoạch khá khẩm đó. Năm chục bạc mà được như thế này khá là cùi. Cứ nhận đi, hồi không có thì mình quỷ thôi. Cái này là ngon, là được một cái thẻ vàng luôn rồi. Mình bây giờ có hai cái thẻ vàng rồi. Này cần tới 3 thế vàng. Này cần 1 thế vàng nè. Gấp nhau giáp đã. Áo giáp có 300 mà trời. Bán luôn. Bó tay, normal cộng 1. Cộng 5 thì 4 cái nữa hả? Ủa sao nó vẫn 107 là sao vậy? Giáp một cái áo giáp với đào 50 bạc nữa là đúng. Đây 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 đây, đảo bãi này thứ rồi. Một cái áo giáp với 50 bạc phải không? Chặt hết cây luôn. Cái mỏ vàng đây nè. Một cái mỏ vàng rất lớn rồi nữa nè. Cái gì đây, mối vàng á? Mối đồng cũng lấy cũng được. Mày đào ngay mối đồng rồi.
Ê, có mỏ vàng. Mưa 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 mưa. Đây có vàng đó. Đây có gì nó sáng gì ta? Này kim cương nào phải không? Đi xuống bãi này luôn. Chết rồi, không kịp ấy. Ôi. Thu được là 14 cục vàng với 2 cục kim cương cũng đỡ. Giáp cao giáp nữa. Tiếp theo mình sẽ nhận nhiệm vụ nè, 50 lần máy đào nó đơn giản nè. Xong nhiệm vụ.
Ờ, 50 bạc thì phát nữa là đủ thôi. Trăm mười hai. Trăm mười bảy phát nữa là nó lên mát rồi. Masterwork rồi đó. Master vào nè. Ghép cái này thì nó vẫn ngon tiền hơn nha, nó tốn hai gỗ thêm 10 đồng. Cái này ít tốn gỗ hơn mà lại tốn bạc gấp đôi. Nhưng mà giá trị nó lại không gấp đôi, nó lại tốn thêm 7 cái này nữa. Cái này không ngon. Vàng này để dành đi, chưa muốn gấp cái này vội. Bạc chứ kim cương gấp được áo giáp hả? Có năm mà nghiên cứu đi. 42 bạc 36 kim cương rồi. Bây giờ có nên làm sạch tiền đúng không? Tham 8 đồng hai gỗ nè. Nhiệm vụ chúng ta là xài cái máy khoan 50 lần, ok. Cái này có kim cương mà không có bạc nha. Không đi đâu. Hai ngày rưỡi, một ngày rưỡi, tiền đâu đi. Cái này ngày rưỡi nè, có bạc, có vàng luôn nè. Rồi có hai miếng bạc một đây vô vô quái à.
Nó nghe mỗi dạng luôn mày. Rồi, được cái login vàng luôn. Không kịp vô hai cái bãi đồng đó, thiếu 4 đồng. Sử dụng máy khoan thêm là nãy giờ đi có 16 cái nè, chua nha. Cái 60 à, không được. Gấp hai cái hết đồng rồi. Sao đợt này đi thấy nó lỗ lỗ sao ta? Chín lăm. Chắc tí nữa nghiên cứu thử cái này nè. Đây gần Dagi nè. Ừ, 793. Cái này xài được kim cương nè. Cái này cũng được nữa, cái này vàng cái bạc máu giáp. Nên tôi nghĩ giá nó khá là chát rồi đúng không? Nãy giờ đi mình không có lãi nha. Đi 800 về 800 là lãi được 10 viên kim cương nè. Cái này thì lâu nè, 2 ngày cưới nè. Đi cái này cũng ổn áp hết. Nó vừa có 4 loại tài nguyên rồi lại thêm mà 2 ngày rưỡi nữa nè. 2 ngày rưỡi để mình farm mấy đầu và đầu bạc. Đi cái này nó nghỉ ha. Thôi nghỉ đi, mai đi. Mai mốt gì đi. Ok bye bye anh em. Nay giờ thử con game đào vàng cũng khá là thú vị. Từ giao forget. Đây. Bây giờ mới bắt đầu cái chương trình giới thiệu game. Singapore. Bản này vẫn là Early Access nha. À, game đã mở bán vào ngày 10 tháng 11 này. Thì cái key này cả tháng rồi tôi mới ạ. Nên cũng quên đó. Cài cả tháng rồi mới bắt đầu chơi. Đây là cái đoạn gấp đồ nãy của mình nè.
Tôi còn một con game nữa cũng là dạng đầu vàng, nó tên là Eternal. Là con này nè. Con này cái giá khá rẻ nha, đánh giá cũng rất là cao luôn. Con này thì dev gửi cho tôi mà tôi chưa có thời gian chơi nữa. Vẫn là một con game đầu vàng đó, để tôi ngại cái kia luôn. Ok, đi tơ mai. Nhạc gì làm thấy ghê giống cốc như nhạc sàn nhạc ba vậy. Còn một con đập cúng đầu vàng nữa mà tôi quên tôi rồi. Những con này thì không liên quan. Biết xếp sao giống mò lai nữa. Còn Keeper, Keeper, Captain Dead, My Idea Dawn. Game này game gì đó? Con mèo này đẹp cũng có gửi kia tôi nữa nè, nhưng mà khá lười chơi. Năm trăm đánh giá rồi, mới ra ngày 20 tháng 10 à. Nút phép này hết EA chưa ta? Vẫn đang ăn Early Access thôi, 3 năm lận. Thì cuối năm sau. Lâu phết. Rồi, ok, ba anh em. Hôm nay đầu tới đây thôi. Game này là tên Gao Phọt nha. Giá cũng khá là rẻ, hiện đang là Early Access, chưa biết khi nào ra mắt bản đầy đủ thôi.